Chị thưa mọi người, tất cả các em, hôm nay chị đi ngang qua một cửa hàng bán kem Đài Loan thì chị đã phát hiện ra ở đây có một trò rất là vui, đó chính là thử thách ăn tô kem siêu to khổng lồ để nhận 2 triệu. Thử thách này dành cho hai người chơi, cho nên là chị đã rủ anh tiểu thú vào chơi cùng. Tuy nhiên khi vừa vào tới nơi, anh tiểu thú nhìn thấy tô kem to quá cho nên là anh ấy đã bỏ cuộc khi chưa bắt đầu game mà. Anh tiểu thú đúng là chán ghê. Chị biết rằng anh tiểu thú là một người ăn rất ít, nhưng mà tại sao lại có thể bỏ cuộc sớm như vậy? Cho nên chị quyết định một mình chị cũng sẽ chơi luôn. Bây giờ thì chị sẽ ra quay tô kem để cho các em cùng xem luôn nhé. Nó rất là to luôn đó. Đây các em ạ, đây chính là tô kem siêu to khổng lồ mà chị nghe nói rằng nếu mà chúng ta được đầy kem ở đây thì sẽ được lên đến 30kg đó. Cơ thể của chị thì khoảng 45kg, mà tô kem này thì 30kg. Nếu mà chị ăn hết thì chị sẽ lên đến 70kg. Lúc đấy thì chị sẽ rất là nặng. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cỡ khác này. Nếu mà chúng ta ăn hết tô này, hai người thì sẽ được 2 triệu. Nhưng mà nếu không ăn hết thì chúng ta phải trả tiền cho tô kem này là 799.000. Cũng không đắt lắm, cho nên là chị quyết định sẽ tham gia thử. Ngoài tô kem khổng lồ thì chúng ta còn có rất là nhiều các tô kem nhỏ khác với nhiều vị, ví dụ như là sô-cô-la, trà xanh. Còn tô khổng lồ này thì sẽ là đậu đỏ này, rồi còn có rất là nhiều trái cây nữa. Ở đây thì người ta đã đặt ra rất là nhiều quy định để cho việc thử thách này, nhưng mà chị thấy rằng nếu mà hai người ăn nhiều, cỡ như chị thì có thể ăn hết đấy. Còn một mình chị thì do là ăn buồn quá thì chị chỉ ăn được một tí thôi. Bây giờ thì chị sẽ lại mua tô kem này luôn và kêu người ta làm. Chị cũng sẽ quay quá trình làm cho các em xem luôn. Đây là các loại topping mà người ta sẽ cho vào trong tô kem khổng lồ của chị, bao gồm xoài này, dưa lưới này, dưa hấu, lê, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Hình như là đậu đỏ, đậu đen thì phải, tại vì đậu này to hơn đậu này. Tiếp theo chúng ta có món gì đây ta? Chị không biết nữa. Còn cái này là cái gì nhỉ? Pudding ạ. À, đây là pudding. Còn cái này là khoai môn ạ? Khoai môn. À, có rất là đậu đỏ, đậu Hà Lan, đậu xanh. À, đây là đậu Hà Lan, không phải là đậu đen ạ? Ta là những món mà chị thích thôi. Ngửi ở đây thì chị đã cảm thấy rất là thơm rồi. Đặc biệt là pudding nhìn rất là hấp dẫn đúng không em? À, khác với loại ly kem nhỏ thì đối với ly kem này người ta sẽ làm từ đá trong suốt kìa các em. Wow. Chiếc máy này xay rất là nhanh hơn chiếc máy ở nhà chị rất là nhiều lần. Không biết phải bao nhiêu tô như vậy mới đầy được cái tô lớn của chị nữa. Wow, anh ấy nói với chị là phải 6-7 tô như thế. Ồ, 6-7 cục đá. Thế vậy thì làm sao mà chị ăn hết, chị xác định là thua cuộc rồi đấy khi mà. Nhưng mà thôi, thà dám thử chứ không thể nào như anh tiểu thúi đổ nhát gan được. Chị nghe nói rằng trò này thì đã có người chơi và nhận được 2 triệu rồi đấy. Công nhận người ta ăn dữ thiệt luôn. Làm sao mà có thể ăn hết một tô 30kg như thế này không biết. Nhìn hấp dẫn cực kỳ. Sau đó sẽ là đậu. Wow, cái gì vậy hả anh? À, đây là nước đường đen. Thơm lắm luôn. Trời ơi, có nghĩa là chị sẽ phải ăn hết một lớp đá ở bên trên thì mới ăn xuống được lớp pudding và đậu đen, đậu xanh ra. À, chị cảm thấy buồn quá. Vậy thì chị sẽ phải bới ra và ăn mới được. Anh ơi, thử thách này nếu mà mình tham gia thì mình phải ăn trong vòng bao lâu hay là mình ngồi cả ngày ăn cũng được hả anh? À, chỉ được ăn hết trong khoảng thời gian là 2 tiếng thôi. Vậy những người nào mà chiến thắng thử thách này là những người ăn siêu nhiều đấy. Giờ thì nó đã rất là đẹp.
ra còn phải xoa cho nó mịn ra như thế. Lại tiếp tục lưới đường đen lên. Wow, nhìn rất là đẹp luôn Kim à. Giống như kiểu là sô-cô-la đang chảy xuống vậy. Chỉ cần rưới đường đen vào thôi là chị đã cảm thấy ngon rồi. Bây giờ thì người ta sẽ xếp topping vào. Bữa có hai người ăn hết hả anh? Hôm trước thì đã có hai người chiến thắng thử thách này mà lại còn dư hẳn 9 phút luôn. Công nhận họ giỏi thiệt luôn anh em à. Nếu mà cho anh Tiểu Thúy ăn thì chắc phải là anh ấy phải ăn trong vòng 20 ngày. Có khi 20 ngày còn không hết, 200 ngày. Đúng không anh Tiểu Thúy? 200 ngày thì hư mất rồi. Cứ ăn xong rồi lại cho vào trong tủ lạnh, xong rồi đem ra lại ăn tiếp, xong rồi cho vào trong tủ lạnh. Như vậy anh Tiểu Thúy mới ăn hết. Wow, bây giờ là sữa đặc lưới lên. Đó, không biết là các em có cảm thấy như chị không? Bây giờ chị cảm thấy rất rất thèm luôn. Anh Tiểu Thúy thì nuốt nước miếng nãy giờ không ngớt. Nhưng mà chắc chắn là chị sẽ không cho anh Tiểu Thúy ăn. Bởi vì lúc nãy chị rủ anh Tiểu Thúy tham gia thử thách này, anh ấy không chịu mà. Cho nên cho anh Tiểu Thúy nhịn luôn. Dù có không ăn hết cũng không cho anh Tiểu Thúy ăn. Vừa rồi thì chị đã thấy anh nhân viên bưng cái tô này rất là nặng luôn. Bây giờ thì chị sẽ bưng lại cho các em xem. Không thể nào bưng nổi. Lại một lần nữa. 3, 2, 1, yeah. Chị sẽ ăn hết rồi mới bưng. Thì lúc đó thì mới có thể bưng nổi cái mà. Ở đây người ta cũng đã cho chị hai cái mưa lớn và thêm hai cái thìa nhỏ. Nhưng mà chúng ta ăn cái tô siêu to khổng lồ thì chắc chắn là chúng ta phải ăn một cái thìa siêu to khổng lồ như thế này. Đầu tiên thì chị sẽ ăn thử khoai môn trước, tại vì chị rất là thích khoai môn. Wow, chỉ cần múc khoai môn lên thôi là chị đã thấy nó rất là dẻo rồi. Đó, các em có thể nhìn thấy nó dính vào nhau như thế này luôn. Siêu ngon luôn. Khoai môn cực kỳ dẻo. Tiếp theo là đậu đỏ. À, đây. Không biết đậu đỏ nấu theo công thức của Đài Loan thì khác như thế nào với công thức của Việt Nam. Ăn thêm một chút đá cho mát. Đậu rất là mềm và đường thì thấm đều vào trong đậu. Ăn đậu vào thì chúng ta cảm thấy như là nó muốn tan chảy ở trong miệng của chúng ta luôn. Và hơn nữa nó cũng hơi dẻo nữa. Thơm cực kỳ. Chị sẽ ăn thử đá bào và đường đen. Chúng ta đã ăn sữa tươi đường đen rất là nhiều rồi đúng không nào? Đây là lần đầu tiên chị ăn thử đá bào đường đen. Đây em ạ. Mát lạnh và thơm phức. Đường đen thì thấm vào đây. Đường đen này họ làm rất là thơm luôn. Bởi vì họ tự nấu ấy. Cho nên là đường rất là thấm, thơm. Và độ ngọt thì cũng vừa phải. Tại vì một tô to như thế này họ mới cho nhiều đường như thế. Chứ nếu mà một tô nhỏ mà cho nhiều đường như vậy thì sẽ rất là ngọt và ngán. Khi mà chúng ta ăn trái cây thì nó rất là lạnh. Tại vì lúc nãy đến giờ người ta đã ấn vào trong đá như thế này. Giống như kiểu là chúng ta ăn trái cây tươi hay là trái cây xô hay là trái cây dĩa vậy. Nhưng mà ăn trái cây và đá bào đường đen thì ngon hơn là ăn trái cây bình thường rất là nhiều. Đó. Tô này thì chị nghĩ rằng mình sẽ phải ăn trong vòng 20 ngày mới hết. Đó, chị sẽ múc như thế này ăn với nhiều topping khác nữa.
khoai môn ăn kèm với đá bào hòa quyện lại với nhau. Môn thì rất là mát, rất là dẻo, đá thì tan ở trong miệng. Tuyệt vời. Nhưng mà nói thật với các em, lúc nãy đến giờ thì chị mới ăn được khoảng 5 thìa thôi mà chị đã cảm thấy hơi no rồi. Chỗ này chắc phải là 5.000 thìa mới hết được. Tiếp theo thì chị sẽ ngồi đây và ăn. Ăn cho đến khi nào cảm thấy không thể nào ăn được nữa thì thôi. Chúng ta cũng có thể bỏ ra đây, sau đó trộn đều lên và ăn. Chị sẽ cho các em xem luôn nhé. Sau đó thì chị sẽ trộn đều lên. Ăn như thế này ngon cực kỳ luôn em ạ. Đây là pudding. Đó, nhìn rất là mềm nữa nè. Pudding rất là thơm. Khi mà cho trong miệng là nó trôi thẳng xuống họng luôn. Nói thật chị chỉ cảm thấy được mùi thơm thôi chứ chưa cảm thấy được vị gì. Chị sẽ ăn lại. Lần này chị sẽ ngậm ở trong miệng lâu hơn. Mát và tan chảy. Mùi sữa nồng nặc. Hương vị của đậu đỏ hòa quyện với khoai môn, thêm sự tươi mát của trái cây nữa. Thích quá. Nhiệm vụ bây giờ của chị là phải ngồi ăn hết tô kem siêu to khổng lồ này, chứ không thì để sẽ rất là uổng phí. Có thể là chị sẽ ăn đến ngày mai hoặc ngày mốt mới hết, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng thôi. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những lần sau. Còn nếu mà bạn nào muốn thử thách bản thân với tô kem này thì cũng hãy đến đây và ăn thử nhé. Em không lấy được đâu, về gọi trợ giúp đi. Thôi thì chị sẽ... anh em họ hàng bạn bè đúng gần xa quen biết. Chị sẽ gọi điện thoại cho tất cả các anh em họ hàng gần xa quen biết, là bạn bè các kiểu tới đây và ăn cùng với chị. Chứ không để thì sẽ rất là uổng. Bye bye các em nhé.